Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô vẽ tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh về một ngôi nhà cùng với những cái cảnh vật ở bên cạnh rất là xinh các bạn nhé. Các bạn cùng mình theo dõi hết video để biết cách mình tô màu cho bức tranh này nhé. Và đây là bức tranh của mình hôm nay nha mọi người. Mình sẽ sử dụng màu vàng để tô cho cái phần mặt trời của mình nhé. Ông mặt trời với màu sắc đó là màu vàng. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng để nó màu xanh. Và mình sẽ có bút chì nha mọi người. Bình thường người ta hay có cân điện tử không? Nhà trang có cân điện tử. Nhưng hay không có được. Có biết này không có cân. Và mình sẽ tô cho phần những cái gọn cỏ với màu sắc, đó là màu xanh nha. Và đây là phần tiếp theo cho những cái phần cỏ của bên ngôi nhà của mình nhé. Mình sẽ sử dụng màu ghi để tô cho phần cục đá. Tiếp theo và mình sẽ sử dụng đến màu xanh để tô cho cái phần đón mình thằng cu thôi. Xong rồi tắm rửa rồi mang qua bên bà. Và đây là phần tiếp theo, mình sẽ tô cho cái phần đồi núi ở đằng sau mọi người nhé. Với màu sắc đó là màu xanh nha. Hello mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại channel Tô vẽ tranh kênh YouTube của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu bức tranh đó chính là nhà Doraemon đa tổ chiếc mũ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu bức tranh nhà Doraemon này của mình nha mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo nhé. Tiếp đầu tháng là bảo này không ai làm gì mà cần nó quay xem nhé các bạn. Mà mình sẽ tô màu nâu cho phần cái cây ở bên gốc của người nhà của mình nhé. Cái này thì nó bị nó không có lá nha mọi người, nó chỉ có mình thân thôi. Nên là mình sẽ sử dụng màu nâu để tô cho cái phần cái cây này của mình. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu cam. Tiếp theo
Đây là màu cam cho phần ngôi nhà nhé. Và tiếp tục thì mình sẽ tô cho cái mái nhà của mình với màu sắc đó là màu xanh các bạn nhé. Mình sẽ tô lần lượt nha. Mình sẽ có bút chì nha mọi người. Ai bảo nữa? Thì bây giờ thầy có xe thầy mới khao được chứ. Chứ không thì ý đang nói ý của anh Thắng ấy. Chứ này nhỏ giờ thầy đã có xe đâu mà thầy khao. Và tiếp tục thì mình sẽ tô lên phần mái nhé, với màu sắc đó là màu xanh các bạn. Một hình ảnh ngôi nhà rất là đơn sơ nha mọi người. Đã được mình tô với phần mái màu xanh. Và mình đã hoàn thành xong các bức tranh hình ảnh về ngôi nhà của mình cho các bạn nha. Và đây là tác phẩm của mình cho các bạn. Và như các bạn thấy ở trên tay của mình là bức tranh hình ảnh ngôi nhà và những cái xung quanh là những cái vật và cảnh rất là xinh các bạn này, đã được mình hoàn thành bởi rất là nhiều các phân loại màu sắc khác nhau. Và các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình để hoàn thành được bức tranh này nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhấn like và subscribe cho kênh YouTube mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.